Huyện xin thân ái, chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và quý vị biết là tin tức vào ngày hôm nay rất là nhiều. Bản tin bom tấn trong một cuộc phỏng vấn với cựu đồng lý tòa Bạch Ốc, tướng hồi hưu John Kelly. Ông John Kelly đã đưa ra những cái cáo buộc hay là ông cho rằng cựu tổng thống Donald Trump đã đáp ứng tất cả những cái tiêu chuẩn của ông về là một kẻ phát xít. Bên cạnh đó thì tờ Atlantic vào ngày hôm nay cũng loan tin là ông Donald Trump đã đưa ra một cái tuyên bố là tôi muốn có những cái vị tướng, cái loại tướng mà như Hitler đã có. Và quý vị biết bà Kamala Harris vào ngày hôm nay đã có hai cái cuộc phỏng vấn, một cuộc phỏng vấn với NBC News sẽ được à, đúng ra là vào lúc hương nhân làm bản tin này thì cũng đã được phát sóng và một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng vào ngày hôm vào ngày mai với à, với một cái hãng truyền truyền hình và ngày hôm nay thì cựu tổng thống Barack Obama đã có một cái cuộc vận động tranh cử cùng với ông Tim World tin tức rất là nhiều và Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình youtube việt nam một do hương giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ ba ngày 22 tháng 10 và quý vị có thể thấy là sau lưng hương giang là hình ảnh cầu câu đơn biểu tượng của thành phố san francisco của vùng vịnh san francisco của chúng tôi và cũng nói lên được là chương trình tối ngày hôm nay hương giang làm rất là trẻ mà quý vị biết là trước khi đi vào những cái bản tin tức chính trị Hoa Kỳ lại có thêm một bản tin bom tấn nữa mà lần này thì bản tin này nó rơi vào cộng đồng người gốc Việt ở quận Cam. Giám sát quận Cam ông Andrew Đỗ vào ngày hôm nay theo cái hồ sơ để lên tòa và theo cái cuộc họp báo của biện lý quận Cam cũng như là biện lý Hoa Kỳ tổ chức vào ngày vào sáng ngày hôm nay thì ông Andrew Đỗ đã thỏa thuận nhận tội hối lộ và đối mặt với bản án tối đa có thể lên đến 5 năm tù. Đây được xem là bản tin bom tấn trong cộng đồng Việt Nam ở quận Cam. Nhưng mà quý vị thấy là Hương Giang làm tin tức. Hương Giang loan tin là ông David Dương cũng là một người rất là nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam đã trở thành vua rác và ông đã dính tới những cái rắc rối pháp lý như thế nào. Thuyền to thì sóng lớn một cái cuộc điều tra của nhà chức trách liên bang đang diễn ra mà cho đến giờ thì chúng ta chưa biết là kết cục có một bản cáo trạng hay không hay là không có gì chúng ta chưa biết được nhưng mà bây giờ trước mắt là một người gốc Việt một chính trị gia của đảng Cộng Hòa gốc Việt, ông Andrew Đỗ ông Andrew Đỗ thì à, bắt đầu bước chân trước đây ông từng là công tố viên và sau đó thì ông à, vào giữ chân đóng cái vai trò trong uh, Ủy ban giám sát quận cam từ năm Hình như là năm 2 tháng 2 năm 2015 và cho đến giờ có thể nói đây là một giám sát viên gốc Việt rất là kỳ cựu và vợ của ông là một thẩm phán bà Cherry phạm ở tòa thượng thẩm Quận cam nhưng mà quý vị nào theo dõi tin tức thì trong thuốc suốt thời gian vừa qua quý vị biết là ông Andrew Đỗ cũng dính dáng đến một số vấn đề về pháp lý vào tháng uh, cách đây gần 2 năm thì nhà chức trách liên bang đã phong tỏa đúng ra là đã thu hồi một cái số tiền mà nó dính dáng tới một cái tổ chức thiện nguyện mà do con gái của ông chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi làm quản trị Bây giờ cái thông cáo báo chí vào ngày hôm nay của nhà chức trách liên bang và tại cái cuộc họp báo vào ngày hôm nay, nhà chức trách đã cho biết gì? Họ cho biết là ông Andrew Đỗ đã nhận một tội danh âm mưu hối lộ Cái khoản tiền là 550.000 Mỹ Kim Từ năm 2020 đến năm 2023 Và nó liên quan đến cái âm mưu là chuyển hơn 10 triệu Mỹ Kim trợ cấp COVID-19 Cho tổ chức bất vụ lợi Như Hương Nhân nói là tổ chức thiện nguyện Có tên là VAS Do con gái ông làm quản trị tại đây và theo cái thỏa thuận nhận tội được đệ lên tòa vào ngày hôm nay nhưng mà thực ra đó là luật sư của luật sư của ông Andrew Đỗ và công tố viên họ đã đạt được thỏa thuận nhận tội cách đây mấy ngày rồi ngày hôm nay thì hồ sơ mới được đưa lên tòa và hồ sơ đệ lên tòa xong thì nhà chức trách mới công khai cái hồ sơ này thì theo cái thỏa thuận nhận tội ông Andrew Đỗ bây giờ ông là 62 tuổi ông nhận một tội danh âm mưu nhận hối, hối lộ và cái cái âm mưu nhận hối lộ này thì nó liên quan trong cái khoản tiền tài trợ của chính phủ liên bang cũng như là tiểu bang và quý vị biết là như hương giang nói ông bước chân vào cái giữ cái vai trò giám sát tức là nằm trong cái hội đồng giám sát ủy ban giám sát quận quận uh, quận cam đó thì gồm có năm ủy viên ông là một trong năm người và năm ủy viên này thì họ chịu trách nhiệm cho cái ngân quỹ hàng năm cái này là hàng năm đó là chín triệu Mỹ Kim dành cho quận hạt Hương Nhan không biết Hương Anh không có nhớ chính xác là 9 tỷ hay Hương Nhan nhớ là đọc á, thì hình như là 9 tỷ nhưng Hương Nhan không có nhớ chính xác là 9 tỷ hay là 9 triệu Mỹ Kim dành cho quận hạt đây là cái con số là hàng năm và quý vị biết là trong cái buổi ngày hôm nay thì à, biện lý quận Cam ông cho biết là cái số tiền mà liên quan trong cái vụ này là 19,3 triệu nhưng mà Hương nhau xem cái thông cáo báo chí thì họ nhắc đến là chỉ khoảng hơn 10 triệu thôi tức là trong cái ngân quỹ hàng năm của quận hạt giao quận hạt đó tức là ủy ban giám sát à, quận Cam họ chịu trách nhiệm cái ngân quỹ này và họ đã phân bổ tức là ông Andrew Đỗ Đắm cái vai trò là đã bỏ phiếu thuận rồi sau đó là chỉ đạo cái việc chuyển ngân quỹ này cho tổ chức VAS tức là tổ chức mà con gái ông làm quản trị tại đây. Bây giờ đó cái tổ chức này là gì? Cái tổ chức này đó nhận tiền của quận hạt để mà cung cấp những cái bữa ăn miễn phí cho người cao niên, cho người nghèo. Nhưng mà quý vị biết họ nhận tiền đó họ nhận hình như là trên 10 triệu họ nhận trên 10. San Jose đang phải đối diện với tình trạng với gia cư, nhà cửa đắt đỏ và các đe dọa về an toàn công cộng là những mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Chúng ta cần một người lãnh đạo thực sự hiểu rõ cộng đồng với những giải pháp và kết quả cụ thể. đi Dương đã luôn tranh đấu với những gia đình như gia đình của quý vị, đã xây thêm 4.300 chỗ để đối phó với tình trạng với gia cư và dốc hết tâm huyết giữ cho các khu phố được an toàn. Sự tận tâm của cô đối với vấn đề xây dựng thêm nhà ở giá rẻ đã tạo ra sự khác biệt trong quận hạt và đây mới chỉ là bước khởi đầu. Betty Dương luôn tranh đấu cho cộng đồng, cố lớn lên trong cộng đồng này và cam kết tranh đấu để tất cả chúng ta có được một nơi an toàn để sinh sống, cũng như con cái có được một tương lai tươi sáng. Khác với đối thủ của cô, người đã rời bỏ cộng đồng trong nhiều năm qua, Betty luôn đi sát với nhu cầu của các gia đình và sẽ luôn là chỗ tựa vững vàng cho chúng ta. Trong kỳ bầu cử này, sự lựa chọn đã quá rõ ràng. Hãy dồn phiếu cho Betty Dương, người lãnh đạo thực sự có khả năng tại địa phương này vào chức vụ giám sát viên địa hạt 2, hạt Santa Clara. Nhưng mà chỉ có 15% cái số tiền của cuộn hạt đến tay người cao niên đến tay người nghèo những người có thu nhập thấp, tức là đến tay những người thực sự có nhu cầu còn phần còn lại thì là gì họ ăn chia nhau bây giờ cũng quý vị biết là cụ thể như thế nào à, quý vị biết là theo cái thông cáo báo chí thì nhà chức trách đã cáo buộc là ngay sau khi mà nhận được cái tiền trợ cấp covid từ à, chính quyền quận hạt đó thì VAS từ tháng 4 năm 2021 đã trả là mỗi tháng 100.000 Mỹ Kim cho một cơ sở mà được xác định trong cái thỏa thuận nhận tội là công ty số 1. Công ty 1 này, nha không biết cụ thể thực ra bên ngoài là công ty nào, chỉ trong đó họ ghi là công ty 1. Công ty 1 này kể từ tháng 4 năm 2021 thì họ nhận là 100.000 mỗi tháng. Đến 5 tháng sau, tức là đến tháng 9 thì họ nhận được là 108.000 Mỹ Kim và họ nhận đều đặn như vậy cho đến tháng 2 năm nay tức là năm 2024 tổng cộng mà công ty một này họ nhận được cái số tiền từ công từ VAS là 3 triệu 804 000 Mỹ Kim rồi sau đó công ty một này bắt đầu trả lại cho con gái của ông Andrew Đỗ hình như là mươi 23 tuổi. Con gái của ông Andrew Đỗ mỗi tháng là 8.000 Mỹ Kim và tổng cộng là người phụ nữ trẻ này nhận được khoảng 224.000 Mỹ Kim. Giống như là lại quả. Nhưng mà trong cái thỏa thuận nhận tội thì ông Andrew Đỗ thừa nhận là cái số tiền mà trả cho con gái ông đó là số tiền hối lộ. Và quý vị biết là công ty này đó vào tháng 7 năm 2023 cũng đã chuyển 381.500 Mỹ Kim cho tổng số tiền Tức là từ cái tổng số tiền mà họ nhận được 3 triệu mấy đó thì họ cũng trả, tức là ngoài là mỗi tháng 8 000 trả cho con gái, con gái đầu của ông Andrew Đỗ thì họ cũng chuyển một số tiền là 381.500 Mỹ Kim cho một công ty ký quỹ và sau đó thì con gái của ông Andrew Đỗ đã sử dụng cái, cái ngân quỹ trong cái chương một ký quỹ này mua một căn nhà tại Tursin với giá là 1 triệu 35 ngàn Mỹ Kim. Mới 23 tuổi thôi mà đã có thể là mua được một căn nhà hơn 1 triệu Mỹ Kim rồi. Nhưng mà quý vị biết là trong cái hồ sơ mua nhà đó, trong cái tiền trong cái cái cái, cái tờ mà xin vay đó thì là họ đã sử dụng chứng từ giả họ làm một cái 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 họ giả mạo hồ sơ nhà chức trách cũng chỉ ra trong cái thông cáo báo chí như vậy và quý vị biết là một người con gái khác của của Andrew Đỗ cũng đã nhận được 100.000 từ công ty số 2 mà công ty số 2 này đó hình như là một công ty về máy lạnh và công ty số 2 này đã trả cho con gái, một cô cô con gái khác của ông Andrew Đỗ là 100.000 Mỹ Kim. Và ông Andrew Đỗ cũng thừa nhận là cái số tiền này là số tiền, gọi là số tiền à, nhận hối lộ đó. Và quý vị biết là theo cái thông báo của nhà chức trách liên bang thì cho thấy là con gái của ông Andrew Đỗ đã thỏa thuận là tham gia vào cái chương trình diversion tức là một cái chương trình hồi phục để tránh bị truy tố để tránh bị kết tội và có thể là à, mình không biết được thực sự đó tại vì cho đến giờ thì chúng ta chưa biết được là cái bản cáo trạng gốc là bao gồm những cái tội danh gì hương giang nghĩ là nó nhiều hơn cái tội danh nhận hối lộ nhưng mà sau đó thì công tố viên họ đã đạt được cái thỏa thuận tức là có thể là bên luật sư của ông Andrew Đỗ thấy là họ không thể nào mà thoát tội được nếu mà ra một cái phiên tòa xét xử thì có thể là họ sẽ bị nhiều tội danh hơn và họ đã đạt được một cái thỏa thuận nhận tội với bên công tố viên. Và à, cho nên chúng ta không biết là gốc đó công tố họ đã truy tố ông Andrew Đỗ những cái tội danh gì nhưng mà chỉ biết là bây giờ thỏa thuận nhận tội là một tội danh và cái số tiền mà nhận cái số tiền mà nhận hối lộ là 550.000 ngàn mỹ kim. Thực ra có thể là trong cái bản cáo trạng gốc thì có số tiền nhận hối lộ có thể nhiều hơn chúng ta không biết được. Bây giờ tòa vào cuối tháng này thì ông Andrew Đỗ sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên và lúc đó thì ông sẽ chính thức enter vào cái 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 thỏa thuận nhận tội này. Và quý vị biết là sau đó thì tòa Tòa sẽ quyết định nhìn vào cái thỏa thuận nhận tội. Quý vị còn nhớ là Hunter Biden đã thỏa thuận nhận tội với bên công tố rồi nhưng mà khi ra tòa ông tòa bà tòa đó bà lúc đó bà nhìn thấy là cái thỏa thuận nhận tội nó có những cái vấn đề cho nên bà trả lại. Thì bây giờ chúng ta chưa biết, tùy thuộc vào tòa rồi sau đó sẽ có cái phiên kết án thỏa thuận nhận tội này. Nó không có à, thỏa thuận nhận tội này thì nó không có dẫn tới một cái phiên tòa xét xử. Nhưng mà quý vị biết là vào nhà chức trách vào tháng 8 vừa qua thì đã à, thực thi cái xác khám xét tại căn nhà của con gái à, ông Andrew Đỗ mua ở Totsin và căn nhà tư gia của ông Andrew Đỗ cùng với bà Cherry Phạm đứng tên ở quận Cam. Rồi như Hương Nhân nói là cách đây hơn 2 năm vào năm 2020 thì họ cũng đã tịch thu 2,4 triệu Mỹ Kim từ các trường mục ngân hàng của VAS và công ty số 1. Hương Nhân cũng chưa biết công ty số 1 này này là gì? Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là ông Andrew đổ ngoài ông Andrew đổ thì cái vụ mà vụ này đó còn dính tới những ai nữa? Sắp tới sẽ có những ai sẽ đem bị truy tố và liệu họ có đạt được cái thỏa thuận nhận tội như ông Andrew đổ hay không? Tôi nhân nghĩ là nếu như có truy tố thì những cái những nghi can mà bị truy tố sau này chắc chắn cũng sẽ đạt được cái thỏa thuận nhận tội như ông Andrew đổ đó là theo cái cách nhìn mà dựa vào những cái thông tin pháp lý mà Hương Nhân có được à, cuộc điều tra thì đang diễn ra ngày hôm nay thì các ký giả tại buổi họp báo họ cũng hỏi biện lý Hoa Kỳ là liệu bà Cherry Phạm có dính líu trong cái vụ này hay không thì ông nói ông không có trả lời được bởi vì cuộc điều tra đang diễn ra điều này cho thấy là cuộc điều tra này có thể sắp tới còn nhiều nghi can nữa và quý vị biết là à, ngoài cái việc là nhận tội một cái tội danh về nhận hối lộ ông Andrew Đỗ cũng sẽ chấp nhận là ngay sau cái cái thủ tục vào ngày hôm nay ông sẽ từ chức khỏi cái vai trò là giám sát quận Cam và bên cạnh đó thì ông sẽ trả lại cho nhà chức trách tất cả những cái số tiền mà ông đã nhận hối lộ tức là 550 ngàn và ông trả đầy đủ trước khi mà ông ra hầu tòa và ngoài ra đó thì cái 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 lợi ích mà hưu trí trong cái khoảng thời gian ông phạm tội thì ông cũng sẽ bị tịch thu trước mắt thì chúng ta như à, biết thông tin là như vậy nhưng mà chờ, sau này còn nhiều nữa quý vị còn nhiều nữa và hương giang sẽ cập nhật đến quý vị bây giờ quay trở lại những cái thông tin à, về hoa kỳ mà có một thông tin hương giang muốn chia sẻ với quý vị là có một người đã bị tử vong và 49 người ít nhất vào lúc này là 49 người đã bị nhiễm khuẩn e coli tức là viêm đường ruột mà nó dính tới burger của McDonald's hàng chục người mà chủ yếu là ở Colorado bởi vì Colorado là có đến 27 trường hợp và Nebraska thì um, quý vị biết là họ đã tường trình là họ sau khi mà họ ăn cái burger mà hình như ở đây là Quarter Pound Quarter Pound Burger của McDonald thì họ có triệu chứng là tiêu chảy và và nhà chức trách đã điều tra ra thì đây là nhiễm khuẩn E. coli và đã có một người bị thiệt mạng. Bây giờ nhà chức trách thì đang tập trung vào có thể là do hành và có thể là do thịt bò, tuy nhiên chưa chắc. Bên cạnh đó thì quý vị biết liên quan đến cái việc là ông Elon Musk, ông Elon Musk đã à, đưa ra một cái chiến lược là tặng một triệu mỹ kim randomly cho những người nào mà ghi danh bầu cử thứ nhất là những người này ký vào các thỉnh nguyện hậu thuẫn ủng hộ hiến pháp đó là tu chiến án thứ nhất quyền tự do ngôn luận và tu chiến án thứ hai quyền tự do được sở hữu và mang súng và quý vị biết là cho đến bây giờ thì đã có ba người đã có ba tấm trách được hứa là sẽ đưa tức là mỗi một ngày từ giờ cho đến trong hai tuần tới đến ngày 5 tháng 11 thì ông Elon Musk sẽ sẽ tặng thưởng một triệu Mỹ Kim cho đến giờ đó thì truyền thông cho biết là cả ba người nhận trách của ông Elon Musk thì đều ở Pennsylvania và ba người này đều là cử tri Cộng hòa và họ đều đã bỏ phiếu. Quý vị biết là kỳ bỏ phiếu năm nay đó, năm nay đi bỏ phiếu sớm cho đến ngày hôm nay thì đã có 17 triệu cử tri đã bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ. Và cả ba người này được biết là họ ghi danh là cử tri của Cộng Hòa trong nhiều năm qua. Và họ đã bỏ phiếu khiếm diện. Mà Hương Anh cũng dừng ở đây một chút. Quý vị có biết là bỏ phiếu khiếm diện thông thường đó dân chủ họ rất là mạnh về bỏ phiếu khiếm diện nhưng mà trong cái mùa bầu cử năm nay thông tin thì cho thấy là cử tri cộng hòa bỏ phiếu khiếm diện nhiều hơn dân chủ thì tức là cử tri cộng hòa họ đang có cái strength nhiều hơn dân chủ về cái vấn đề này bây giờ quý vị biết là cái giải mà một triệu mỹ kim của ông Elon Musk đưa ra đó chỉ cho những cử tri ghi danh ở Pennsylvania tức là những cái tiểu bang trọng yếu Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Arizona, Michigan, Wisconsin và North Carolina. Nhưng mà quý vị biết cái điểm vấn đề ở chỗ đây, ở chỗ là những cái deadline tức là cái hạn chót để ghi danh bỏ phiếu à cho bầu cử năm nay ở Arizona, ở Georgia, ở North Carolina và Pennsylvania thì nó đã qua rồi cho nên thực sự đó còn người ta đặt ra một cái câu hỏi là cái mục tiêu của Elon Musk là để có ông đưa ra cái mục tiêu là có bao nhiêu người sẽ ghi danh bầu cử cho ông Donald Trump năm nay tại những tiểu bang đó mục tiêu theo đánh giá là khó thực hiện được nhưng mà chủ yếu đây là chiêu trò của Elon Musk để lôi kéo sự chú ý để củng cố cử tri của ông donald trump xin nói là để để mà mở rộng cử tri căn cứ cử tri của ông donald trump thì có lẽ là không có đạt được mục tiêu và quý vị biết là bây giờ chỉ còn 14 ngày nữa là đến ngày bầu cử và hai tuần nữa cũng giờ này có lẽ là như Hương Giang cũng có một cái chương trình rất là sôi nổi để tường trình quý vị kết quả bầu cử. Bây giờ bầu cử căng thẳng và hai bên đã tung ra những cái chiêu cuối cùng như Hương Giang nói là bà Kamala Harris có hai cuộc phỏng vấn ông Donald Trump thì tập trung ở North Carolina. Còn ông Tim Wars thì ông tập trung ở Wisconsin ông xuất hiện cùng với Barack Obama và cả hai vị này hai người đàn ông này đã có những cái giây phút và vận động tranh cử rất là sảng khoái trên sân khấu trước hàng hàng ngàn cử tri ủng hộ rất là phấn khích và quý vị biết là trong cái cuộc phỏng vấn trên NBC News thì bà Kamala Harris tiết lộ là thứ nhất là quý vị biết là trong thứ nhất là bà cho biết là chiến dịch vận động tranh cử của bà đã chuẩn bị tinh thần là chiến dịch của ông Donald Trump sẽ tuyên bố giành chiến thắng khi mà chưa có kết quả cuối cùng. Chúng ta nhớ là cái chuyện này xảy ra vào năm 2020. Thì bây giờ bà cho biết là chiến dịch của bà chuẩn bị tinh thần đối phó với cái tình huống đó khi mà chưa có kết quả cuối cùng. Donald Trump nhận thấy là mình có khả năng thua thì đã đánh phủ đầu. Và bà cũng đưa ra một tiết lộ mà như Hương Nhân nói đây cũng là một cái bản tin bom tấn. Đó là cái một cái giả thiết đặt ra nếu như mà bà đắc cử tổng thống thì bà có ân xá cho ông Donald Trump đối với những cái vấn đề pháp lý, với những cái truy tố nếu như mà ông bị kết tội hay không. Bà Kamala Harris từ chỗ trả lời bà bảo bà không có trả lời những câu hỏi giả định như vậy. Và quý vị biết là cái tuyên bố này cũng được đưa ra mổ xẻ À, rất là nhiều và ngày hôm nay thì ông Tim Walsh khi mà vận động tranh cử cùng với ông Barack Obama ở Wisconsin thì ông cũng cho biết là ông cho biết là chiến dịch vận động tranh cử của ông và bà Kamala Harris đang vận hành như thể là mọi thứ đều đang bị đe dọa mà đúng là như vậy bởi vì ông Donald Trump đang có đà mặc dù cái đà nó nhỏ thôi mặc dù cái đà nó chậm nhưng mà rõ ràng ông đang mở rộng khoảng cách từng tí từng tí một đối với bà Kamala Harris cho nên là cái chiến dịch vận động tranh cử của phó tổng thống họ đang căng mình ra ông nói là chúng tôi đang vận hành như thế là tất cả mọi thứ đang bị đe dọa bởi vì mọi thứ thực tế là đang bị đe dọa thật cả bà Kamala Harris và cả ông Tim War đều cho cử tri thấy một cái thực tế mà họ đang đối mặt và ông kêu gọi cử tri là tránh cái tự mã và ông cho rằng và kêu gọi cử tri là đi bỏ phiếu bởi vì bây giờ cái mùa bầu cử năm nay cử tri khiếm diện thì cộng hòa đang vượt trội hơn dân chủ cho nên nếu như mà tự mã nghĩ rằng cái lá phiếu của mình không quan trọng bởi vì đằng nào họ cũng thắng thì cũng giống như vào năm 2016 thì sẽ vô tình đưa ông Donald Trump vào tòa bạch ốc và một cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Theo lời của ông Tim War cho biết, nó còn hỗn loạn hơn cả nhiệm kỳ đầu và nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Ông ta bây giờ không phải là Donald Trump 2016 nữa, mà đây là một cái version, một cái phiên bản hoàn toàn mới. Hậu quả của việc ông ta đưa ông ta quay trở lại nắm quyền vô cùng nghiêm trọng đó là tuyên bố của ông Tim Woods và Tim Woods vào ngày hôm nay cũng đã đưa ra cái tường trình của New York tức là cái cuộc phỏng vấn của New York trong đó ông tướng hồi hưu John Kelly đã cho ông Donald cho rằng Donald Trump là một kẻ phát xít tí nữa Hương Nhan sẽ quay trở lại nhưng mà có một câu chuyện Hương Nhan muốn kể cho quý vị nghe. Có lẽ hôm nay là thời gian không có nhiều nha chỉ kể chung cho quý vị nha câu chuyện này từ trên tờ Atlantic đăng ngày vào ngày hôm nay. Đó là vào tháng 4 năm 2020, Vanessa Whelan, một binh nhì 20 tuổi của quân đội Hoa Kỳ, đã bị một người đồng đội đánh chết bằng dùi cui tại Fort Hood, Texas. sát nhân được bạn gái của Y hỗ trợ đã thiêu xác của Willen và thi thể của binh nhì Willen sau đó được phát giác khoảng 2 tháng sau và được chôn tại một bờ sông gần căn cứ Fort Hood ở Texas. Và sau khi mà nhà chức trách địa phương đã tổ chức, sau khi nhà chức trách quân đội địa phương đã tổ chức một cái cuộc tìm kiếm trong một cái quy mô rất là lớn. William Vanessa William là người gốc là người nhập cư gốc Mexico và lớn lên trưởng thành tại Houston. Và quý vị biết cái vụ sát hại bên nhiều William này đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp tiểu bang Texas và cả nước hương nhân còn nhớ. Và quý vị biết là Fort Hood là nổi tiếng là một cái nơi nguy hiểm đối với những binh sĩ nữ. Và thành viên quốc hội, quốc hội Hoa Kỳ đã rất là nhiều lần lên tiếng là đòi cải tổ tại đây. Và ngay sau khi thi thể của binh nhì này được phát giác ra, thì chính tổng thống Donald Trump vào lúc đó vào tháng 4 năm 2020 khi ông còn là tổng thống thì ông đã mời gia đình của bên nhì này lên tòa Bạch Ốc và ông đã dành 25 phút nói chuyện hết sức là thân mật rất là quan tâm và quý vị biết là truyền hình đã quay lại cái cảnh này và quý vị biết là trong cái cuộc gặp gỡ với gia đình của binh sĩ a à, binh nhì lên Donald Trump ngồi bên cạnh bà mẹ và ông giữ một cái thái độ rất là nghiêm trang, bày tỏ cái sự cảm thông với gia đình. À, và quý vị biết là ông nói những cái lời lời hay ý đẹp và ông hứa là tôi ông hứa là sẽ sẽ giúp lo cái việc tang lễ, lo cái việc chung, à, chôn cất về mặt tài chính, tôi sẽ giúp và Quý vị biết là luật sư của gia đình đã trả trả lời là bà nghĩ là quân đội Hoa Kỳ sẽ trả cái tiền tang lễ và lo những cái việc đó. Thì Donald Trump xác nhận là tôi sẽ bảo với quân đội, tôi sẽ yêu cầu quân đội sẽ hỗ trợ về vấn đề này. Tôi sẽ giúp ông ta đưa ra những cái đề nghị như vậy. Và thậm chí là sau đó có một cái lễ tưởng niệm được tổ chức tại Houston sau cái cuộc họp khoảng 2 tuần sau khi mà ông Donald Trump gặp gỡ gia đình của Vanessa Willen tại tòa Bạch Ốc và quý vị biết là cái buổi lễ đó hương nhân còn nhớ là được tổ chức rất là nghiêm trang thậm chí là một số xa lộ đã bị đóng và những người những người đến đưa tang binh nhì quy linh đã xếp hàng dài mà hương nhân nhớ là cái phong cảnh nó hết sức là nghiêm trang rất là cảm động nhưng mà quý vị biết khoảng 5 tháng sau đó thì bộ trưởng lục quân là Ryan McCarthy đã công bố kết quả của một cuộc điều tra và McCarthy đã trích dẫn rất là nhiều những thất bại về mặt lãnh đạo tại căn cứ Fort Hood và đã quyết định sa thải hoặc là đình chỉ một số sĩ quan ở đây trong đó một người nhân nhớ là thậm chí có cả một uh, tướng chỉ huy ở cái căn cứ này và trong một cuộc họp báo thì ông Ryan McCarthy cho biết là cái vụ sát nhân này làm chúng ta bàng hoàng và buộc chúng ta phải xem xét lại cái hệ thống chính sách và bản thân mình một cách nghiêm túc và theo một nguồn tin thân cận với ông Donald Trump vào lúc đó thì cho biết là ông Donald Trump đã rất là tức giận với những cái ý kiến công khai của ông Ryan McCarthy và ông đặt ra cái câu hỏi về mức độ nghiêm trọng mà những cái hình phạt dành cho những sĩ quan cao cấp và những hạ sĩ quan. Tức là Donald Trump tức giận và muốn trả đũa. Thì tại một cái cuộc họp diễn ra vào phòng bầu dục vào ngày 4 tháng 12 năm 2020, khi mà các viên chức cuộc họp này là nhằm mục đích để bàn về một cái vấn đề an ninh quốc gia khác. Và gần cuối cuộc họp đó, ông Donald Trump đã yêu cầu là cập nhật về cái cuộc điều tra McCarthy. Tức là vì ông McCarthy, ông công bố kết quả điều tra tại Fort Hood và ông đưa ra những cái ý kiến rất là thật. Thì Donald Trump đã nổi giận và yêu cầu là điều tra McCarthy. Thì lúc đó quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đó là ông Christopher Mueller Tại vì trước đó bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Mark Esper đã bị ông Donald Trump sa thải cho nên là ông Christopher Miller giữ quyền tạm quyền bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thì quý vị biết là có mặt của ông Miller, ông Miller có tham dự cùng với chánh văn phòng của ông Miller là Cash Patel. Và quý vị biết là ông Donald Trump đã hỏi hai người này là họ có tính tiền tang lễ chúng tôi không? Chi phí là bao nhiêu? Và theo các nguồn tin cho biết là một phụ tá đã trả lời là có, chúng tôi có nhận được hóa đơn, chi phí tang lễ là 60.000 Mỹ Kim. Và khi nghe vậy thì ông Donald Trump đã nổi giận. Ông Donald Trump đã tuyên bố, theo các nguồn tin ông tuyên bố là không có tốn 60.000 đô la để chôn một kẻ Mexican khốn kiếp dùng chữ F và ông quay sang động lý của mình đó là ông Mark Meadows và ra lệnh cho Mark Meadows là không có trả tiền và thậm chí sau ngày vài ngày sau thì Donald Trump vẫn chưa có hết nổi giận ông ta, ông ta bảo là mấy kẻ khốn kiếp đó cố tình lừa lừa gạt tôi và luật sư bà Natalie, luật sư của gia đình cho biết là bà đã gửi cái hóa đơn đến tòa bạch ốc nhưng mà gia đình của bà đó không bao chưa bao giờ nhận được nhận tiền. À, gia đình thân thân chủ của bà chưa bao giờ được nhận tiền. Và một số cái chi phí thì quân đội đã chi trả và quân đội cũng đề nghị là sẽ chôn chôn cất Vanessa Willen tại nghĩa trang Arlington. Nhưng mà sau đó thì quý vị biết là cái tang lễ thì được một số là do quân đội họ chi trả và một số là do các tiền quyên góp được và cuối cùng thì cô ghi đã được chôn cất tại Houston. Thưa quý vị, cái bài báo của The Atlantic nó dài lắm nhưng mà cái câu chuyện mà ngày hôm nay đủ trong cái khuôn khổ thời gian hương giang chị có thể chia sẻ đến cho quý vị được như vậy thôi và bà hoàng câu chuyện này bàn hoàng nhưng mà thực sự những cái câu chuyện và được đung tung ra vào những cái giai đoạn cuối của bầu cử khi chúng còn hai bầu cử hai tuần nữa là đến ngày bầu cử liệu nó có lay động một lá phiếu nào không nó lay động một cử tri nào chưa quyết định lá phiếu của mình hay không thì hương giang đau hương giang nghi ngờ về điều đó nhưng mà những cái câu chuyện như vậy những cái bản tin như vậy thì nó nói lên được nó khẳng định nó 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 củng cố hơn chứng phải là nó nói lên được nó củng cố về cái tính cách của ông Donald Trump, về cái con người của ông Donald Trump và thực sự là dân chủ bây giờ họ đang nervous và cá nhân Hương Giang cũng nervous thật. Nếu như mà ông Donald Trump ông tái đắc cử và ngày mai thì Hương Giang sẽ chia sẻ với quý vị nếu ông tái đắc cử thì chương trình nghị sự cụ thể của ông như thế nào, ông sẽ sử dụng bộ tư pháp ra sao và ông sẽ trả đũa đối thủ của mình như thế nào. Bây giờ quay trở lại với tướng John Kelly. Ít có viên chức cao cấp nào mà dành nhiều thời gian ở tòa Bạch Ốc lâu dài như là ông John Kelly. Bởi vì trước khi mà làm động lý tòa Bạch Ốc, ông là động lý tòa Bạch Ốc lâu năm nhất hình như là gần 2 năm hay là một năm rưỡi. Còn sau đó những cái đồng lý của ông Donald Trump là cứ ra vô ra vô và ông cuối cùng là Mark Meadows cũng không có phục vụ lâu năm bằng ông John Kelly. Mà trước khi trở thành động lý thì ông John Kelly là bộ trưởng bộ nội an. Mặc dù cái thời một năm rưỡi làm bộ trưởng bộ nội an của ông đó cũng chật vật lắm vì những cái chính sách di trú của ông Donald Trump. Và quý vị biết là ông John Kelly đã đồng ý ngồi xuống với New York Times và đã có một cái cuộc phỏng vấn. Và cuộc phỏng vấn này là cuộc phỏng vấn ghi âm trên nên là New York Times vào ngày hôm nay. Họ đã tung những cái đoạn băng này ra. Và ông John Kelly ông nói là ông đồng tình với rất là nhiều chính sách của ông Donald Trump. Nhưng mà ông nói là ông nhấn mạnh là với tư cách là một cựu sĩ quan quân đội, ông không có ủng hộ công khai ủng hộ bất cứ ứng, ứng cử viên nào. Nhưng một lần nữa, việc bầu nhầm một người vào chức vụ cao nhất là một điều rất là nguy hiểm. Và quý vị biết ông cho biết là theo cái quan điểm của ông, theo cái kinh nghiệm của ông thì ông Donald Trump fit in, tức là ông Donald Trump đáp ứng được định nghĩa của một kẻ phát xít Và ông sẽ cai trị quốc gia như một nhà độc tài nếu mà được phép. Và tướng John Kelly, tướng hồi hưu John Kelly, ông cũng cho biết là ông Donald Trump không có hiểu gì về hiến pháp và luật pháp. Và quý vị biết là À, ông ông cho rằng những cái định nghĩa mà về một kẻ phát xít thì nó mô tả chính xác về ông Donald Trump cái động băng nó nói là theo kinh nghiệm của tôi thì đó chính là điều ông ấy sẽ nghĩ khi mà điều hành nước Mỹ tức là nếu mà sẽ xem xét định nghĩa về chủ nghĩa phát xít đó là một hệ tư tưởng chính trị và một phong trào cực hữu độc đoán cực đoan dân tộc chủ nghĩa, đặc trưng với một nhà lãnh đạo độc tài, chế độ chuyên quyền, tập trung vào chủ nghĩa quân phiệt, đàn áp bằng vũ lực đối lập, niềm tin vào một cái hệ thống phân cấp xã hội tự nhiên. Thì nếu mà theo cái định nghĩa đó thì cái điều này nó đáp ứng hoàn toàn với ông Donald Trump. Chắc chắn cựu tổng thống sẽ thuộc phe cực hữu chắc chắn ông ta sẽ theo chủ nghĩa độc tài, ngưỡng mộ những nhà độc tài. Khi mà New York Times tung ra những cái đoạn băng này thì ông Donald Trump ở North Carolina ca ngợi ai quý vị biết không? Ca ngợi tập cận bình của Trung Quốc và chỉ trích gọi Kamala Harris là lười kinh dị, người lười kinh hoàng, không có đủ trí tuệ để mà đảm đương cái vị trí À, ở tòa Bạch Ốc. Và ông John Kelly cũng cho biết là ông Donald Trump rất là khó chịu về những cái hạn chế quyền lực của ông ta. Và ông cho biết là à, ông gần đây những cái tuyên bố của ông Donald Trump là sử dụng quân đội để chống lại những cái người đối lập trong nước thì làm cho ông John Kelly cảm thấy không cảm thấy bất ổn. Năm 2019 khi mà rời tòa Bạch Ốc đó thì john kelly quyết định là sẽ chỉ lên tiếng khi nào mà ông donald trump nói điều gì đó mà john kelly tin rằng là thực sự đáng lo ngại hoặc liên quan đến ông và hoàn toàn không có chính xác tức là nói nó láo đó mà nó gây nó thực sự đáng lo ngại và nó liên quan đến ông cho nên là trước những cái tuyên bố gần đây của ông donald trump việc sử dụng quân đội để đàn áp những cái tiếng nói mà ông cho rằng là những cái kẻ thù nội gián đó kẻ thù à, trong nước đó thì ông ông John Kelly bảo rằng ông cần phải lên tiếng và ông cũng cho biết là Donald Trump là người duy nhất không hiểu biết về lịch sử và hiến pháp và theo ông John Kelly thì ông Donald Trump muốn lòng trung thành cá nhân lớn hơn lòng trung thành dành cho hiến pháp và cái điều này thì chúng ta cũng đã biết rồi và donald trump từng tuyên bố với john kelly là hitler đã làm một số điều tốt ông từng ngưỡng mộ những nhà độc tài rồi cũng theo ông john kelly ông chia sẻ là ông donald trump xem thường những cái người bị thương tích ở trên chiến trường mà chúng ta biết là đặc biệt là john kelly a à, john mccain gọi Ông Donald Trump gọi những quân nhân bị thương hay là tử trận là những kẻ thu cuộc ngu ngốc. Mà mặc dù Donald Trump và phụ tá của ông Donald Trump phủ nhận mà truyền thông thì đã từng đưa những cái bản tin này và bây giờ thì đích thân ông John Kelly đã lên tiếng xác nhận. Và câu cuối cùng John Kelly nói là không có gì điều gì tốt đẹp về ông Donald Trump cả nếu mà ông ta lãnh đạo một quốc gia và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại